Chào các bạn, hôm nay thì mình lại tiện chia sẻ cho các bạn các cái bước làm các cái hiệu ứng trong After Effects. Thì cụ thể trong After Effects thì nó rất là nhiều thứ và cũng có rất là nhiều hiệu ứng có thể ứng dụng được. Vậy thì chúng ta sẽ từng bước giải quyết các cái vấn đề đó. Tất cả những cái ứng dụng mà mình chia sẻ với các bạn thì mình sẽ up lên YouTube này, thì các bạn xem tham khảo, nhớ đừng quên like để theo dõi cũng như là tương tác, thì khi đó thì những bạn khác cũng có thể là xem, cũng có thể biết. Và trong cái phần này mình có rất là nhiều các cái tiết mục, ví dụ như là Illustrator, thì bấy lâu nay thì mình mới chỉ làm về phương diện 2D. Còn lại thì ví dụ như này, có cả nghệ thuật chữ, màu sắc, InDesign, mỹ thuật đa phương tiện, nhập môn nữa đó, thì các bạn có thể tham khảo. Khi mà các bạn tương tác vào ấy, thì những bạn khác có thể là xem nhỉ, có thể là xem và cũng có thể học hỏi thêm đó, thì mình rất cần những cái điều đó ở từ phía của các bạn. Vậy thì không để các bạn chờ lâu nữa thì mình sẽ bắt tay vào triển khai ứng dụng cái hướng dẫn các bạn tạo các After Effects nhé. Đây, thì đây là cái file, cái màn hình về After Effects. Vậy thì đầu tiên là vào cái phần project, mình kích đúc vào phần project này. Ở trên laptop thì mình đã có một số các cái tài liệu, cái phần hiệu ứng khói, thì tất cả những cái phần hiệu ứng này thì mình cũng đào trên mạng vậy thôi. Bây giờ mình sẽ Ctrl A, mình import vào, hoặc là các bạn có thể dùng phím tắt, đúng không? Một là các bạn kích đúc ở đây, hai là các bạn có thể dùng phím tắt là Ctrl Y ngắn đó, Ctrl Y ngắn. Thì cái này nó giống hệt gì nhỉ, nó giống hệt như là Illustrator ấy và các phần mềm khác ấy, thì cái Ctrl Y ngắn nó cũng đều là import mà. Chúng ta import vào rồi ạ. Vậy thì mình đã import được cái này vào rồi. Đầu tiên mình sẽ xử lý cái hiệu ứng là của cái kem chẳng hạn, đúng không? Vậy thì mình kéo thẳng cái kem này vào cái new composition này. Đó. Để các bạn nhìn thấy ạ. Khi mình kéo vào cái new composition này thì nó sẽ được cái hiệu ứng này rồi. Tất nhiên là cái này mình cũng lấy ở trên mạng vậy thôi. Mình cũng lấy ở trên mạng về mình làm mẫu cho các bạn. Tương tự như thế thì các bạn làm sao nhỉ? Có thể tự tạo ra một cái poster, tự tạo ra một cái video, tự tạo ra một cái hình ảnh gì đó, xong các bạn ứng dụng các cái phần hiệu ứng vào. Vậy thì trong cái này, ở đây thì mình có một vài các cái hiệu ứng, ví dụ khói chẳng hạn, mình sẽ kéo nó vào. Đây, bây giờ mình sẽ kiểm tra cái hiệu ứng khói này, các bạn nhìn này, đây cái khói nhá, đó, các bạn nhìn đúng không ạ? Vậy thì cái khói này mình sẽ để tạo như này, các bạn thấy không ạ? Đó. Cái kem mà cái kem xải vào này nó sẽ tạo ra hiệu ứng khói. Thì cái này rất là đơn giản thôi, này đơn giản lắm. Thì tất cả các hiệu ứng khói này các bạn có thể lên mạng, các bạn search chữ Spock Effect Black Screen này, Black màu đen, Screen hòa trộn nhá, Spock khói, Effect là những cái hiệu ứng khói đó. Thì các bạn có thể search cái từ khóa này, nó cũng có rất là nhiều. Thì các bạn download về, các bạn download về thì các bạn có thể gì nhỉ, có thể sử dụng cho các cái ứng dụng của các bạn. Thì trong trường hợp này thì mình tạo ra nhá, tạo ra này, thì trên thanh công cụ của mình nó đang có cái chức năng, nó mode này, mode là kiểu hòa trộn đó. Nếu mà một số bạn nó bấm vào đây nó không có này thì bấm lại nhá, đây cái chỗ này nhá, mình zoom to này, mình zoom to chỗ này lên nhá, đây. Các bạn để ý này, ở đây thì hiện tại là mình đang tắt cái chế độ Smooth đi, đây nhá, đúng không ạ, năn này. Bây giờ mình bật cái chế độ Smooth lên này, có thể là phím tắt là phím F4 đó, phím F4 thì nó bật cái bảng Smooth đi, đúng không ạ, F4 là nó bật cái bảng hòa trộn này lên này. Thì các bạn học Illustrator, học Photoshop rồi đúng không ạ, học 2D rồi đúng không ạ, thì tất cả các cái hòa trộn ở đây nó cũng đều tương tự giống nhau thôi, nó cũng đều có cái nét giống nhau, đúng không ạ? Thì muốn bật nó lên, một là các bạn bật phím F4 lên, bật phím F4 lên, hai là các bạn bấm vào đây, đúng không ạ? Một là bật phím F4,
hay là bật vào đây, đưa con trỏ chuột vào đây. Vậy thì sau khi mình đưa vào đây thì chúng ta có cái phần mốt này là cái phần hòa trộn. Bây giờ mình chỉ nhá. Ở no mờ thì các bạn biết rồi ạ, no mờ là không có gì, học Illustrator rồi, học Photoshop của mình rồi. Duncan và Manti là gì nhỉ? Đó, hòa trộn và giữ lại sắc sắc tối, lighten screen, giữ lại sắc sáng đúng không ạ? Đó, overlay là hòa trộn này, đúng không? Đấy. Thì chúng ta cứ hiểu Photoshop, Photoshop các bạn học kỹ thì sang đây các bạn học rất là đơn giản. Vậy thì cái hòa trộn của chúng ta đang màu gì? Màu đen đúng không ạ? Trong trường hợp này ta để screen này, màu trắng. Đó, screen màu trắng thì nó sẽ làm sao? Nó chuẩn hơn. Vậy bây giờ ta trải nghiệm thử này, chúng to này. Đó, các bạn thấy không ạ? Đó. Với cái này thì sao nhỉ? Mình sẽ zoom cho nó nhỏ lại, mình nhìn cho nó. Các bạn thấy không ạ? Đấy. Khi mà mình tưới vào, nó tạo ra cái hiệu khói màu trắng. Đó, các bạn nhìn thấy không? Rất là dễ dàng đúng không? Thì cái frame này các bạn có thể sao? Vẫn cái hình như này. Các bạn tạo cho gì nhỉ? Đặc biệt là các bạn tạo cho cái việc các bạn làm cái mấy cái poster về đồ ăn ấy thì nó rất là phù hợp đúng không? Mấy bạn mà làm mấy bạn đang làm về nhà hàng chẳng hạn, mấy bạn làm về Tiki, các bạn làm về Lazada hoặc là các bạn làm về Grab, Grab mà quảng cáo về đồ ăn ấy, các bạn có thể làm tương tự như thế. Rồi thì đấy là một cái ví dụ. Cái này mình sẽ dừng lại nhá. Rồi. Tiếp theo ví dụ ở trong này mình có thêm một cái nữa, ví dụ như là cái kem này. Đây, hai mẹ con này. Thì mình làm một cái ví dụ tiếp theo, mình kéo cái hình này vào đây. Nó sẽ tạo ra cái composition khác. Đúng không ạ? Đó. Cái này mình cũng làm tương tự nhá, cho mình chọn cái nào khói này một tí này. Cái nào khói nhẹ nhẹ một chút. Đây. Mình kéo cái này vào. Rồi ạ. Vậy thì cái này làm sao? Nó đang khá là to, mình cũng sẽ bấm vào đây ạ. Mình bấm vào đây và mình để chế độ screen đúng nhá. Mình bấm vào đây và mình để chế độ screen này. Hòa trộn sắc trắng nhá. Cho nó nhỏ lại này. Bây giờ kiểm tra này. Rồi, thì nó đang hơi to quá nhá, đang hơi to quá. Ở trong trường hợp này thì ở trong cái công cụ này, một là chúng ta làm sao nhỉ? Cho to, nó to quá thì mình cho nhỏ xuống. Một là cái công cụ này thì bật sổ nó xuống này, bấm vào transform này. Đó, thì nó có một số các chức năng, ví dụ như anchor point chẳng hạn, là các cái điểm position là cũng quay, scale to nhỏ, rotation là gì, lật đúng không, opacity là giảm. Đó, chúng ta rotation là quay đúng không. Thì ở đây có một số cái thì trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng làm gì, dùng SC. Phím tắt của cái scale này là phím SC nhá. Mình sẽ cho nó nhỏ lại một chút này. Cái này bây giờ mình phải cho nhỏ lại, mình kéo này. Đó. Và mình đưa nó vào tầm này thử xem nào. Đó. Ở trong cái này nó có cả nhạc rồi, cho nên mà các bạn không ấy có thể bỏ đi. Đó, cái này hiệu ứng nó không chưa phù hợp. Mình sẽ tìm cái hiệu ứng khác. Cái này đưa vào xem nào. Rồi. Cái này mình sẽ để chế độ gì? Screen nhá. Đó. Screen. Cho nó vừa vừa thôi, nhấn phím SC. Nó sẽ mở ra cái bảng này và cho nó vừa phải thôi. To một chút cũng được. Rồi. Bây giờ ta sẽ kiểm tra thử cái đoạn này. Rồi đúng không ạ? Vậy thì bây giờ các bạn để ý. Cái này nó đang làm sao nhỉ? Cái khóa này đang khá là to. Vậy thì ta sẽ dùng mặt nạ cho nó. Các bạn học Mac rồi biết rồi, ta sẽ nhấn vào Pen. Pen. Ta bấm vào đây. Bấm vào đây ạ. Rồi. Đó. Và khi mà các bạn bấm vào đây rồi nha, thì nó sẽ chuyển động trong hình khói này. Nhưng mà tuy nhiên cái phần này của chúng ta, ta sẽ nhấn phím M để tạo thêm cái mask back này nữa. Kéo này to ra một chút. Zoom này lên.
Ta tích vào cái phần mapad này nha. Đó. Trong cái phần mapad này chúng ta làm sao nhỉ? Bật to ra này. Trong phần mapad này nó có một số các cái chức năng, ví dụ như là đó. Overlay, feather này. Thì cái feather các bạn để cao một tí. Rồi ta kiểm tra xem là cái đường biên. Đó, bây giờ nó mềm rất là nhiều. Đấy. Thì đấy là chúng ta hoàn toàn có thể tạo nên được cái phần gì nhỉ? Feather. Tiếp theo ở đây ấy, chẳng hạn. Ở đây chúng ta đã tạo ra một cái hình ấy rồi. Đang tạo ra một cái hình đấy rồi. Thì bây giờ cái việc còn lại chúng ta cũng, ví dụ cái hình này chẳng hạn, mình sẽ nhân bản thêm một lớp nữa, đó là lệnh Ctrl-D. Ctrl-D. Vậy thì bây giờ tạm thời mình tắt cái cũ đi nhá, tắt cũ đi. Đó, cái hình này. Bây giờ mình cũng dùng gì, mặt nạ. Vẽ ra cái lớp mặt nạ. Mục đích là bao cái này thôi. Và mình tạo ra một cái lớp khói nữa. Đó. Rồi ạ. Và bây giờ mình sẽ lồng ghép cái khói vào đấy. Bây giờ nãy có cái khói màu mờ thì phải. Đây, cái khói nó màu mờ. Rồi. Cái khói này thì buộc chúng ta cũng phải cho nó làm sao, nhấn phím SC cho scale nó nhỏ lại. Và cho nó vừa tầm cái này. Và làm sao nhỉ? Mình cũng sẽ làm sao hòa trộn cho nó. Bấm vào đây, ta chọn screen này. Đó. Và trong trường hợp này mình cũng làm tương tự thôi ạ. Đây thì cái khói này bây giờ mình cũng nhấn pen. Nhấn phím P nhá. Phím P ở đây nữa ạ. À, xin lỗi các bạn, này nhấn ở đây nó là phím G. G, mình có quen với lại Illustrator. Đó, mình cũng sẽ tạo ra một cái lớp mask này. Rồi. Sau đó thì mình cũng sẽ làm tương tự, nhấn phím M đúng không ạ? Và bấm vào đó. Sổ ra. Và cái này mình phần feather này, mình sẽ cho nó đường nó mềm lại. Rồi bây giờ mình thử cho nào. Đó, bây giờ nó tạo ra cái khói rồi đấy. Vậy thì bây giờ mình bật lên này. Bật cả lên nhá. Đó. Bây giờ mình về cái này. Rồi ạ. Kiểm tra nào. Đó. Thì đấy là cái cách mà sao nhỉ, chúng ta có thể tạo nên các cái phần brush khói. Tạo nên cái phần ở trong Photoshop thì chúng gọi là brush, nhưng mà đây chúng ta gọi là cái phần này, hiệu ứng khói nhá. Thì chúng ta có thể tạo ra là cái hình như thế. Đó là toàn bộ những cái phần mà mình hướng dẫn cho các bạn cái buổi hôm nay. Thì các bạn theo dõi cái phần hướng dẫn này, mình cũng sẽ up cái nguồn tài liệu này lên để cho các bạn thực hành. Thứ nhất, thứ hai là các bạn có thể làm sao nhỉ, linh hoạt trong cách sử dụng. Các bạn dùng chính cái khói này để tạo ra cái phần poster, phần hiệu ứng khói cho cái bản poster các bạn thiết kế ở trong gì nhỉ, trong các bạn thiết kế sẵn ở trong Illustrator đó. Xong các bạn insert tạo ra effect và tạo ra hiệu ứng khói thì cái bài của các bạn sẽ thú vị hơn rất là nhiều nhé. Video này mình sẽ up lên YouTube ở đây. Thì trong cái phần YouTube nó có cái phần gọi là After Effect. Thì cái phần After Effect thì mình mới tạo ra để các bạn chia sẻ với các bạn. Thì các bạn xem thấy thú vị thì có thể tặng cho mình like, comment, tương tác để những bạn khác theo dõi, các bạn khác biết được là để có thể là ứng dụng ở cái thực tế. Bởi vì rất là nhiều bạn bận mà, đi làm bận không có thời gian mà xem, không cần ứng dụng hoặc là cũng không biết là ứng dụng đâu. Thì các bạn xem đây, trong này mình hướng dẫn từ môn Photoshop, môn Illustrator, môn InDesign, môn Corel, môn nghệ thuật chữ, môn màu sắc, môn luật xoa gần, rất là nhiều. Nhớ thì các bạn tham khảo và thấy phù hợp thì đăng ký theo dõi kênh mình. Rồi, cảm ơn và chào các bạn.